vậy thôi chứ nó đâu có gửi hình đâu. Khi chúng ta mà tuyển nhân viên, hãy nhìn vào hạnh phúc gia đình, đó là một cái nền tảng cực kỳ tuyệt vời để chúng ta chọn. Đang bất hạnh bản thân thì khó mà làm cho tập thể tốt. Mình đang là một quản lý cấp trung cho một tập đoàn đầu tư và sản xuất. Hiện giờ thì mình rất là mong muốn là có thể trở thành một cái nhà lãnh đạo làm tốt theo những cách thông thường và với ứng dụng DCI vào trong cái điều hành của công ty cũng như là các cái hoạt động của team của mình. Điều tiên mình rất là ấn tượng với cái năng lượng của giảng viên. Thầy có rất là nhiều kinh nghiệm và từ những cái trải nghiệm thực tế của thầy, bọn mình được học rất là nhiều bài học, rất là nhiều những cái kiến thức mà mình có thể mình cần phải rèn luyện thêm và mình cần học hỏi thêm. Nên là mình rất là thích giảng viên của mình. Mình không phân tích được tại sao mình bầu họ, có nghĩa là ra quyết định bằng cảm tính. Chỉ có 1 triệu đồng đã làm sai thì cái cách của bạn sẽ sai liên tục. Ai xung quanh mình đưa ra đây? Tại sao mình không ứng dụng cái gì từ học từ sáng đến giờ để làm? Còn tôi xung phong, tôi sẽ chuộc lại tất cả những cái sai lầm. Em có tin tưởng, uy tín, dám chịu trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm, trách nhiệm ạ, trách nhiệm, có khả năng thuyết phục, thu hút ạ. Lượt chơi thứ nhất, 2 phút bắt đầu. Các chị nghe này. Cái điều quan trọng nhất là bắt đầu chọn đi đấy, lý bắt đầu do tại sao chúng ta lại chọn cái màu đó nó mới là quan trọng. Ê, cho, đúng cho, không? Cho, bây giờ xin phép mọi người ngồi xuống đi cho em. Không, bắt đầu chọn. Không còn thời gian nữa các chị, vào ngồi đi. Bây giờ này. Ai đỏ lên đây mình. Bắt đầu chọn. Lúc đầu tiên chúng ta sẽ chọn. Còn 1 phút mày đấy, chọn đi. Có. Ai đỏ? Ai đỏ? Tất cả mọi người đều phải vote quan tỷ. Cái đầu tiên này tất cả mọi người đều phải bầu. Theo suy luận của tôi là mọi người sẽ có xu hướng là sẽ chọn cái màu như to. Chúng ta bỏ cái tám điểm để chúng ta mất, chúng ta bị âm đi. Nhưng mà nếu mà không, người ta không chịu bầu cái câu. Nếu mà thăm dò, nếu thăm dò tại sao chúng ta không thăm dò là hòa nhau đi? Tại sao chúng ta lại đẩy chúng ta vào cái thế khó? Là thắng thầy rồi. Con này chỉ cần cái điểm cuối cùng mà chúng ta vừa là nhân lên. Đúng rồi. Cái điều đó quan trọng. Bây giờ như này chúng ta chỉ có 1 cơ hội để chờ đối phương sau. Rồi, bây giờ cái này chọn chưa? Tất cả các anh chị nào chọn đỏ chúng ta lên đây. Rồi. Cái căn bản là anh đang làm được cái áp lực. Bởi vì anh đang là người gây áp lực cho người ta. Anh hiểu không? Bây giờ chị chọn đen nhé. Tất cả chúng ta đều cần nhau. Khi mình trồng cây thì nó sẽ tỏa ra cái khí oxy cho chúng ta để chúng ta mình hít thở. Vậy thì mình có cần phải hít đúng cái khí oxy cái cây mình trồng hay không? Cứ việc trồng cái cây và ít nhất sẽ có một người nào được hưởng lợi trên cái cây mà chúng ta trồng. Bí quyết của một tập thể, hãy cung cấp những điều tốt đẹp vào tập thể. Lời nói tốt đẹp, hành động tốt đẹp, suy
suy nghĩ tốt đẹp thảy vào trong tập thể, sẽ có một người nào đó được hưởng. Vậy thì với love và wisdom thì chúng ta sẽ biết phải làm